bác nghe thấy sao? Clip này em Tuấn giới thiệu đến các bác một đôi loa RS, con này màng carbon, bass 16, đặc biệt là loa tép đồng trục luôn ạ. Con này là mức giá 1.300.000 một đôi, 1.300.000 một đôi, không có đâu. Hàng này, đặc biệt là con này có bọc từ chống nhiễu rất là tốt các bác nhé. Này, có một lớp răng cao su bọc từ chống nhiễu nó dày lắm. Con này bọc từ chống nhiễu này. RS để em úp từ sau cho bác nhìn này. Con RS này, con này là RS này, 150W, bọc từ chống nhiễu hết, bao phê luôn nhé, bao phê các bác ạ. Con này các bác còn dùng loa 2N ở gia đình bác nào đang loa đang bị lỗi thiếu lắp vào, hoặc là lắp vào loa ô tô, loa này lắp loa ô tô thì quá phê rồi, không nói rồi. Ngoài ra độ chế hoặc lắp vào các thùng loa tùy các bác. Đôi này mức giá 1.300.000 một đôi này, 1.300.000 một đôi. Sau đây mời các bác đeo tai nghe phải em Tuấn test cho các bác nghe. Nói thì thôi, không phải nói giới thiệu nhiều quá làm gì cả. Con này đặc biệt là có chống nhiễu, có bọc từ chống nhiễu phía sau thì rất là hay. Màng carbon hết bác nhé, màng carbon này, nó đồng trục. Mức giá em Tuấn nói rồi, 1.300.000 một đôi. Chiếc âm ly này có mức giá là 299.000, gọi là 300.000 đi, 300.000 chiếc. Chiếc âm ly này có công suất để đánh một đôi loa này 100W, ra loa là 100W. Ngoài ra còn có một volume đánh đường súp hơi nhé, súp hơi riêng. Volume súp vuốt, súp hơi riêng luôn, có một cổng súp hơi luôn. Con này có thể bắt Bluetooth không dây, hoặc là cắm điện thoại, máy tính và qua cổng AUX đây. Con này chạy được điện DC, điện bình ắc quy ấy, hoặc điện từ 12V đến 22V. Con này chạy được điện từ 12V đến 22V. Bác nào dùng được thì bác tốt nhất là bác về bác mua được cái sạc cho máy tính ấy, sạc cho laptop ấy, là ok hết. Sau đây một Tuấn mời các bác vào nghe. Âm ly này có thể tắt luôn nguồn tại đây luôn, to nhỏ tại đây. Hết tép này, hết tép. Lên tép này. Tắt một cái này.
Có thấy không? Đôi loa này mà được thả vào trong thùng để nó cộng hưởng chất âm lên nữa thì chấm hết rồi. Hẹn gặp lại các bác clip sau. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961. Zalo cũng số đấy luôn ạ. Chào các bác.